Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp tuần mới từ ngày 28 tháng 6 đến ngày mùng 4 tháng 7 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của bạn tuổi Tý từ ngày 28 tháng 6 đến ngày mùng 4 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này của bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là công việc của bạn tuổi Tý đang có điểm báo không được suôn sẻ thuận lợi cho lắm. Và với bạn tuổi Tý dường như đang đắm chìm đậu đau cho nên chẳng thể nào có được sự tập trung với bạn cần phải nhanh chóng tỉnh táo trở lại đi nhé. Và trong tuần mới này với bạn tuổi Tý cơ hội để thăng tín đã đến gần, bạn đang có được tín hiệu tốt, cho thấy cấp trên đã chú ý tới bạn. Nhưng nếu như bạn cứ để cho tình trạng này tiếp tục diễn ra thì có lẽ chẳng sớm thì muộn cũng phải trả giá. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn lúc này là cần phải nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần làm việc đi bạn tử tí nhé vận trình tài lộc của bạn tuổi tí trong tuần mới này đang có điểm báo, có sự xa sút với bạn sẽ không gặp được nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Tiền vào túi khó có thể giữ được, toàn hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra mà bạn mệnh phải chi tiền ra mới có thể giải quyết được ổn thỏa mọi công việc. Bù lại, về phương diện tình cảm của bạn tuổi tí trong tuần mới này, bạn đang có được vận đào hoa trợ mệnh tình duyên thắm sắc rực rỡ. Đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân sẽ có được nhiều cơ hội đón nhận tình cảm từ những đối tượng khác phái. Đào hoa trợ mệnh, sức hút cá nhân khiến cho bản mệnh trở nên cực kỳ là nổi bật nữa. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày 28 tháng 6 đến ngày mùng 4 tháng 7 năm 2021 xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi sửu bước sang tuần mới sẽ có được báo hiệu đón nhiều bất ngờ đang chờ bạn ở phía trước tài lộc của bạn khá dồi dào từ đầu tuần bạn đã tìm được nhiều cơ may để kiếm tiền làm giàu cho mình mọi chuyện đều được hạnh thông thuận lợi trong công việc của bạn tuổi sửu tuần mới này bạn thể hiện được quan điểm của mình nhưng lại trở nên quá gay gắt bạn mạnh có thể sẽ gặp rắc rối khi khăng khăng làm mọi chuyện theo ý của mình mà không quan tâm tới những người xung quanh sự lắng nghe lúc này là rất quan trọng với bạn đó Ngoài ra, với bạn tuổi Sửu bạn cũng cần phải lưu ý là đang có tiểu hao là hung tinh chiếu mệnh, khiến cho tài vận của bạn cũng đang có điểm báo, có sự sai sót Có vẻ như bạn mệnh sẽ hao hụt về tiền bạc ở những chỗ không cần thiết, xong không mất mắt quá nhiều tới mức rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần. Và với bạn tuổi Sửu nếu như muốn giữ được tiền cho mình, thì bạn nên lên kế hoạch chi tiết hơn về những chi tiêu của mình hàng ngày trong tuần quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi sửu trong tuần mới này, vận tình tình duyên của bạn khá yên bình, không có nhiều biến động. Bạn mạnh biết được cách để làm cho một nửa của mình cảm thấy tin tưởng, yên lòng dù đôi bên có xa cách nhau. Và bạn tuổi sửu cũng nên thể hiện tình cảm của mình với đối phương nhiều hơn chút nữa nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi dần, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2021 xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần đang có được báo hiệu bạn sẽ kiếm được không ít tiền trong tuần này nhưng chi tiêu cũng chẳng phải là vừa bạn tuổi dần cần phải tìm cách để hạn chế sự hao tài nếu như không muốn tiền kiếm được cũng chẳng còn gì nữa nhé con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi dần trong tuần mới này cũng không khá hơn bạn mạnh có thể sẽ gặp phải những trở ngại do chính mình tạo ra vào thời điểm đầu tuần và bạn tuổi dần bạn đang thiếu đi sự động lực để làm việc, phải chờ tới cuối tuần thì mới có thể khôi phục lại được phong độ của mình. May mắn là trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi dần lại đang có được cát tinh dẫn đường trị lối, giúp cho bạn mệnh hiểu được trách nhiệm của mình trong công việc cũng như là trong cuộc sống, từ đó giúp cho bạn nhìn thấy được tương lai của mình sẽ ra sao nếu như bạn không tiếp tục cố gắng và nỗ lực chăm chỉ hơn mỗi ngày. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi dần, trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn cũng không được thuận lợi cho lắm. Mối quan hệ giữa bạn với đối phương đang trải qua nhiều thử thách. Và bạn tuổi dần, bạn nên nhớ rằng tình yêu không dễ gì có được, say mới khó, chứ phá thì dễ lắm. Với bạn, để cho sống thiếu trách nhiệm là mang tội với chính bản thân mình nữa đó. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Mão từ ngày 28 tháng 6 đến ngày mùng 4 tháng 7 năm 2021. Bạn tuổi Mão bước sang tuần mới này xem tử vi chỉ ra rằng vận trình công danh sự nghiệp của bạn đang diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên bản mệnh vẫn bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại không hay và bạn tuổi Mão bạn càng cần phải cố gắng, càng giành được nhiều thành công thì càng có nguy cơ bị tiểu nhân hãm hại nếu như bạn không đề phòng nhé đầu tuần bạn mệnh không cẩn thận sẽ dễ bị kẻ tiểu nhân lừa gạt và bạn tuổi mão nhắc nhở bạn không nên khuya khoang nhiều về số tiền mình có trong tay cuối tuần sẽ có cơ hội để cho bạn tuổi mão gỡ gạc lại những gì mình đã đánh mất và bạn đừng có bộ lỡ thời cơ hiếm có này nhé nhân duyên của bạn tuổi mão trong tuần mới này đang có điểm báo không được tốt cho lắm có lẽ hung vận lớn phần nào ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của bạn khó mà tìm được người tâm đầu ý hợp với mình bạn mạnh cảm thấy buồn phiền khi xung quanh ai cũng đã có đôi có cặp Tuy nhiên, đối với những bạn nữ tuổi mão sẽ dễ gặp nhiều may mắn hơn trong vận trình tình cảm của mình so với những bạn nam. Bạn tuổi mão cần phải đưa tay ra để nắm giữ lấy hạnh phúc đi thôi, đừng có kiến cá chọn canh mãi nữa, nếu không muốn vận mãi cô đơn, lịa bóng đi về một mình. Từ vi tuần mới của bạn tuổi thìn, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày mùng 4 tháng 7 năm 2021 xem vận trình tuần mới này với bà tuổi thìn á cho chúng ta thấy là con đường công danh sự nghiệp của bà tuổi thìn trong tuần mới này đang có được những dấu hiệu khởi phát và bà tuổi thìn có được nhiều cơ hội để vượt qua những thử thách mà cấp trên đã đưa ra có những chuyện tưởng chừng như là khó khăn nhưng khi bạn bắt tay vào làm việc lại trở nên đơn giản và kết quả bạn được đạt được rất đáng ngưỡng mộ trong tuần mới này với bạn tuổi thìn cũng có thể sẽ kiếm được khá nhiều tiền trong tuần từ cả nguồn phụ và nguồn chính dù là những bạn làm công ăn lương hay là những bạn làm kinh doanh buôn bán cũng đều có được thu nhập khá tốt không lo túng thiếu thoải mái trong việc chi tiêu Tuy nhiên, trong tuần mới này với bà tuổi Thìn, bạn cũng đang có những mối nguy hại, hao tiền mất của. Chính vì thế mà bạn mạnh cũng cần phải đề phòng. Bạn nên nhớ là chứ có nên vội tin vào những lời mời gọi của những kẻ tiểu nhân. Nếu không, chính bạn sẽ là người nhận phải những thiệt thòi Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Thìn trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn đang có nhiều sự lựa chọn nhưng vẫn chưa thể xác định được ai là người thực sự khiến cho trái tim của mình rung động có nhiều vấn đề phát sinh nhưng đều có cách để giải quyết cả. Và với bạn tuổi thìn, bạn hãy để cho bản thân có được thêm thời gian để suy nghĩ sao cho mọi chuyện thấu đáo hơn nữa nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi tỵ từ ngày 28 tháng 6 đến ngày mùng 4 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bản tuổi tỵ bước sang tuần mới đang có điểm báo hung cát đan xiên bản mệnh công việc đang có sự bất ổn cứ tìm cứ tự tìm được cơ hội để có thể thể hiện được mình nhưng lại bị cản trở khiến cho bạn dễ bị kẻ tiểu nhân lừa gạt lấy mắt đi vận may của mình con đường tài lộc của bạn tuổi tỵ trong tuần mới này lại đang có được báo hiệu hưng vượng với bạn tuổi tỵ có được nhiều cơ hội để phát tài thu về tiền bạc đầy tay cho nên chẳng lo túng thiếu và tuần này đối với những bạn kinh doanh buôn bán sẽ có được một tuần buôn bán tốt vô cùng lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội phần Quan đối với những bạn làm công ăn lương thì ngoài nguồn thu nhập chính ra, bạn còn có cả nguồn thu nhập phụ nữa. Tử vi hàng tuần nhắc nhở bạn mạnh tuổi tỵ cần phải tập trung làm việc để tiết kiệm thời gian, đừng có để cho cơ hội vụt qua khỏi tầm tay bởi thời cơ tốt đẹp không phải lúc nào cũng đến với bạn. Vận trình tình duyên của bạn tuổi tỵ trong tuần mới này khởi sắc một cách rõ rệt với những bạn đang quản độc thân, dễ có được người tâm đầu ý hợp với mình lắm. Nam mạng tuổi tỵ có được đào hoa vượng hơn hạn so với những bạn nữ và có thể sẽ đi đến kết quả cuối cùng, có được hôn nhân tốt đẹp nữa. Từ vi tuần mới của bạn tử ngọ từ ngày 28 tháng 6 đến ngày mùng 4 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tử ngọ cho chúng ta thấy là bà tử Ngọ bước sang tuần mới đang đứng trước những quyết định quan trọng về tình cảm tuy nhiên đây có lẽ chưa phải là thời điểm thuận lợi để cho bạn đưa ra những lựa chọn cuối cùng có lẽ bản mệnh tuổi ngọ sẽ cần có thêm thời gian để suy nghĩ thêm cho thấu đáo và sáng suốt hơn trong tuần mới này với bà tuổi Ngọ cũng đang có điểm báo hung tinh chủ vệ yêu phiền phiền muộn ghé thăm bạn tuổi ngọ lo lắng những chuyện chưa xảy ra mà không dám tiến bước đối với những bạn đang còn độc thân bị mọi người xung quanh dục dã có phần mệt mỏi nhưng vẫn chưa đủ can đảm để thay đổi cuộc sống của mình hàng ngày được đầu tuần cái nguồn tài lộc với bạn tuổi ngọ đang có được báo hiệu ào ào đổ về và bạn tuổi ngọ sẽ có sự khéo léo và nhạy biến trong chuyện làm ăn cho nên nắm bắt được rất tốt những cơ hội tuy nhiên với bạn cũng cần phải xem xét lại các mối quan hệ xã giao của mình bản mệnh rất dễ mù quáng tin người và cuối cùng lại tự làm hại bản thân về phương diện công danh sự nghiệp của bạn tuổi ngọ trong tuần mới này không có nhiều may mắn như vậy bạn tuổi ngọ bạn đang có những nỗi muộn phiền khi cấp trên khiển trách về thái độ làm việc thiếu đi sự chuyên nghiệp của bạn. Bạn mệnh cần phải chấn chỉnh lại tinh thần làm việc và tập trung cao độ hơn, có như vậy mới cải thiện được vận trình của bạn. Từ vi tuần mới của bạn tuổi mùi, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày mùng 4 tháng 7 năm 2021. Với bạn tuổi mùi bước sang tuần mới này, thầy tử vi trí ra rằng bạn đang có điểm báo gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm sự bình ổn trong vận trình tình duyên của mình. Bạn mạnh cần phải bình tĩnh, chớ nên bốc đồng, hấp tấp mà đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng tới quãng đường tương lai về sau này. Cái điểm sáng nhất của bạn tuổi mùi trong tuần mới này là con đường công danh sự nghiệp của bạn đang có được sự tăng tín rõ ràng. Bạn túi mùi có thể sẽ muốn tăng tốc ngay nhưng thường phải đợi tới giữa tuần thì vận khí mới lên dần, thành công nối tiếp nhau đến không ngừng với bạn. Quan về phương diện tài lộc của bạn túi mùi trong tuần mới này ạ cũng tương đối là bất ổn. Đầu tuần là thời điểm tốt để cho bạn kiếm tiền. Và nếu như bạn tuổi mùi có ý định ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô kinh doanh thì bạn nên lựa chọn thời điểm đầu tuần. Sau đó về cuối tuần, có những cơ may về tài lộc có thể sẽ tan biến lúc nào chẳng hay. Vận trình tình cảm của bạn tuổi mùi trong tuần mới này lại đang được cắt tinh trợ mệnh. Cho nên đối với những bạn đang quản độc thân, có thể sẽ gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp với mình duyên trời đã xem nhưng có nên đôi lứa hay là không còn phải xem lựa chọn và tình cảm của bạn dành cho đối phương như thế nào nữa Từ vi tuần mới của bạn tuổi thân từ ngày 28 tháng 6 đến ngày mùng 4 tháng 7 năm 2021 với bạn tuổi thân bước sang tuần mới này xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang có được cát tinh trở mệnh cho nên công việc của bạn tín trị khá tốt đẹp và bạn tuổi thân trong tuần đang có được vận quý nhân giúp đỡ cho nên nhìn rõ được bước đường đi của mình cần phải đi không còn trần trừ hay là do dự để mất đi cơ hội trước mắt mình nữa bạn mệnh tuổi thân biết được năng lực của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện không ngần ngại không ngại khó ngại khổ khó khăn có thể gặp phải và bạn kiên trì bền bỉ theo đuổi mục tiêu chứ chẳng dễ dàng bỏ cuộc thành công sẽ sớm đến với bạn mà thôi. Con đường tài lộc của bạn lại không được vượng cho lắm. Đầu tuần với bạn tuổi thân rất dễ mất tiền vào những chuyện chẳng đáng. Thế nhưng bạn mạnh cũng đừng có quá lo lắng, bởi tới cuối tuần sẽ có người giới thiệu cho công việc làm thêm, giúp gia tăng nguồn thu nhập cho bạn ngay mà thôi. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong tuần mới này, bạn đang có hung vận điêu bám, cho nên mối quan hệ tình cảm giữa bạn và đối phương xuất hiện nhiều vết rạn nứt với bạn tuổi thân không thực sự tự tin khi mà đối phương chẳng hề biểu lộ những mong muốn dựa mình ở bên bạn nữa tình yêu cần phải vun đắp từ hai phía thì mới có thể bền chặt được Từ vi tuần mới của bạn tuổi dậu từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang có được báo hiệu đón nhận nhiều tin vui cát lành khi trong tuần bản mệnh có được cát tinh sôi chiếu, con đường công danh sự nghiệp của bạn nhờ đó mà cũng được suôn sẻ thuận lợi hơn phần nào. Thực ra với bạn tuổi Dậu đang rất cần tới sự thúc đẩy và may mắn để sớm đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra. Và với bạn tuổi Dậu bước sang tuần mới này, đầu tuần là lúc cát khí đương vượng tài vận vượng phát. Với bạn nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu khi Tết về. Giữa tuần lại đang có điểm báo có sự hao tài và với bạn tuổi dậu nên lên kế hoạch chi tiêu về tài chính cho rõ ràng, tránh chi tiêu hoang phí, mua sắm quá độ. Công việc của bạn tuổi dậu trong tuần mới này có sự bận rộn, áp lực lớn khiến cho bạn nhiều lúc muốn vứt bỏ tất cả, bạn mạnh có thể sẽ cần phải thay đổi cách làm việc của mình để đảm bảo được chất lượng và tín độ mà cấp trên yêu cầu. Bạn đừng có nản lòng bởi mọi chuyện rồi sẽ dần tốt lên, càng về cuối tuần thì vận trình của mình càng được khởi sắc. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Dậu trong tuần mới này lại không có nhiều tín chỉ. Với bạn muốn được trao cho niềm hy vọng khi hết lần này tới lần khác phải đối mặt với sự rạn vỡ trong chuyện tình cảm, kéo theo những nỗi đau, nỗi sợ hãi và sự tổn thương, có lúc lại muốn từ bỏ tất cả để được yên bình. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Tuất từ ngày 28 tháng 6 đến ngày mùng 4 tháng 7 năm 2021 xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất bước sang tuần mới đang có được báo hiệu con đường công danh sự nghiệp của bạn không có nhiều biến động nhìn chung mọi thứ vẫn diễn ra khá tốt bạn mệnh đã biết cách để thể hiện được năng lực của mình tuy đôi lúc quản sao nhã nhưng gây được nhiều ấn tượng tốt với lãnh đạo về phương diện tài lộc của bạn tuổi tuất trong tuần mới này lại đang có xu hướng có sự giảm sút đáng kể và bạn cần phải xem xét lại cách chi tiêu của mình đầu tuần tiền về tay không ít nhưng chẳng được bao lâu đã rơi vào cảnh cháy túi bạn mạnh tuổi tuất nên hạn chế mua sắm những thứ không thực sự cần thiết chỉ vì hứng thú nhất thời nhé cái chuyện tình cảm của bạn tuổi tuất trong tuần mới này cũng chẳng mấy được êm đẹp và bạn nên cân nhắc lại trước khi có ý định đưa ra bất cứ quyết định nào, đừng có vì cô đơn mà vội vàng chọn bừa một ai đó khiến cho chính bản thân mình cũng như là đối phương cùng bị tổn thương. Ngoài ra, trong tuần mới này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp hung tinh chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi tuất đi lại ngoài đường nên cẩn thận không nên phóng nhanh vượt ẩu kéo lại va chạm với người khác bên cạnh đó khi làm việc cũng cần phải có sự tập trung nhất là đối với những bạn làm nghề về chân tay à, nghề về mạo hiểm có điểm báo họa huyết quang sẽ gặp phải tai họa bất ngờ nữa từ vi tuần mới của bạn tuổi hợi từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Hợi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang có điểm báo, bước sang tuần mới gặp nhiều rắc rối trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Khi bạn đang gặp hung tinh chiếu mệnh, chủ về tiểu nhân xuất hiện, đang nhăm nhia bày mưu quấy phá bạn mệnh, lại thêm họa thị phi. Cái điều này làm cho bạn tuổi Hợi dù không làm nhưng rất dễ bị chịu cảnh oan ức nữa bạn mạnh tuổi hỏi mong muốn làm việc đạt hiệu quả cao nhất nhưng lại gặp phải vô số cản trở hiệu quả công việc bị giảm sút nghiêm trọng với bạn cần phải tự sốc lại tinh thần của mình ngay đi thôi mọi khó khăn thử thách đều có thể vượt qua được nếu như bạn không ngừng cố gắng quan về phương diện tài lộc của bạn tuổi Hỏi trong tuần mới này với bạn lại trải qua một tuần khá may mắn khi mà liên tiếp có người giới thiệu cho công việc này việc kia để gia tăng thu nhập cho mình cả nguồn thu nhập phụ và thu nhập chính đều tăng nhưng với bạn tuổi Hỏi cũng cần phải thận trọng về cuối tuần đề phòng có kẻ tiểu nhân nội tính xấu hãm hại mối quan hệ về tình cảm của bạn tuổi Hợi trong tuần mới này tiến triển khá tốt đẹp vợ chồng có được sự hòa thuận, không xảy ra mâu thuẫn gì to tát. Đôi bên biết lắng nghe và nhường nhịn nhau. Tuy nhiên, để nói là tình cảm gắn bó, mặn nồng thì cũng chưa tới mức như vậy. Vì vậy, hai bên cần phải vun đắp nhiều hơn về tình cảm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.